sáng mình bóc xe đây, chiều mình bóc nữa không hay nghỉ thôi bạn? Bóc luôn chiều, chiều xe nữa là hai á. Ba xe á? À, ba xe anh em làm vất vả chứ không bị giỡn đâu. Ngày ba xe vất vả đấy. Bóc nhanh lắm hả? Giờ mình ở trong mát quen, mình thấy anh em đứng nắng vậy, thấy ba xe mình sợ, mình thấy nướng vậy. À. Chắc mệt nhất mấy anh đứng thang rồi chứ, nó mười mấy tấn, hai mấy tấn ông ạ. Anh đứng thang là anh chịu hết rồi. Bao nhiêu mía đều qua anh hết đúng không? Anh đứng thang hơi nặng ấy. Ví dụ như xe 20 tấn rồi, hết 10 tấn anh phía sau và 10 tấn anh phía trước rồi. Anh đứng thang là phải 10 tấn rồi. Dưới 6 người, trên 6 người luôn, đứng thang 2 người nữa là 14 người. Đang đổ leo lên trên ấy, quay cảnh băm mía rồi ấy, đây mới dưới mà. Đúng rồi, tên Sapa TV nó chủ yếu review ẩm thực á, đấy Sapa TV ấy. Còn lọc phù hồ là anh chỉ phù hồ, anh chỉ làm gì hồ thôi. Nhiều anh có những anh có những cái bạn khác nhau. Cho gì vô cái luồng này đúng không? Chơi server mình ghét cái nhập lâu quá. Năm ngoái luôn, chờ 2 ngày không chờ chứ. Này chiến chạy từ chiến hướng khác. Chạy thẳng vô luôn khỏi gì đâu. À đây là gì? Đó ra anh về nha. Cảm ơn. Lên.
Quét hết luôn nha, này quét mãi luôn nha. Quét hết luôn không? Không hết hả? Tới đâu tới hả? Hết. Để xe khác nữa. Dưới kia lên ban công hả? Hả? Tin vlog. Bấm tin vlog rồi đây à? Mà như vậy là ngon rồi đấy. Nhiều chủ mía đâu ra chỉ đâm mía không chứ đâu có gom đâu mà dưới ăn sưng đâu có làm đâu có vậy đâu. Đồ sáng một tay luôn biểu diễn luôn. Bao nhiêu là lấy giống mía khác chứ? Mình hay lấy lại giống mía đây. K3 đúng không? K3 nành hơn đúng không? 4 năm trước ngày nay K3 năng suất cao mà. Nhớ trước ganh mía rồi lên rúa lắm. Mà nay chắc bành kèo à. Xem mình ngày xưa không vậy? Toàn ganh cao là nay chắc bành kèo hết. Thank you.
em. Bóc bóc đi về đây. Nếu mà như còn nữa mà đúng không? Còn nữa mà. Xem ăn cơm. Không đói nè, không ăn cơm mà không đói á. À say á. Em nấu. Đủ cái đấy. Cái đấy chắc mệt lắm mà chứ không ăn mà uống rượu nữa mệt cỡ nữa. Uống nước thôi. Đi cho một sáng, đi bốc làm gì phá sức lắm. Vậy anh uống vô làm nành ở đây mà đi uống rượu một sáng không ngủ mà uống rượu nữa phá sức lắm, hà sức. Biết sao chứ thường thường lum lum lên tí chạy nó vòng vòng nó lại xuống nữa chứ bằng đây lại xuống thường thường. Đủ hai bó luôn. Trời ơi. Đỉnh cấp. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.